Chào mừng các bạn đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Chuyện là sau khi mà mình lên cái clip là cách chống hói và cách sử dụng mod F5 á, thì mình nhận được khá là nhiều câu hỏi của mọi người, không chỉ riêng dưới cái mục bình luận của YouTube mà cả những cái nền tảng mạng xã hội khác. Nên là mình nghĩ phải có một cái video tổng hợp lại những cái câu hỏi được nhiều bạn hỏi nhất để mà trả lời ở đây cho mọi người đỡ bỡ ngỡ luôn. Và chủ đề về tóc thì mình cũng có một cái câu chuyện tuần trước cái video mà làm việc nhóm á, thì tóc của mình nó đang vào trạng thái nó đang khá là ok á, mình để được cái mái quăng quăng vậy nè, mình rất là thích cái kiểu đó luôn. Cái mình thì cắt tóc, anh cắt ngắn giúp em, mà quan trọng là anh giữ cái phần mái cong cong giúp em nha. Anh ok, ok em. Cái 30 giây sau thành vậy nè. Chán không buồn nói luôn á. Đồng thời, mình cũng cảm ơn vì đã xem những chiếc video của mình. Và sau khi đã trả lời hết những cái câu hỏi thì mình cũng sẽ có một cái lưu ý cho mọi người về cách dùng cái thuốc xịt mod F5 cũng như là tất cả những dạng xịt trên tóc ha, để mà mọi người đừng có bị cái lỗi giống như mình. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Ký Kỳ Cục thì kênh Ký Kỳ Cục còn có phiên bản podcast. Các bạn hãy để lại một lượt đăng ký cũng như là nhấn vào cái nút chuông thông báo để nhận những cái video tương tự nhé. Và mình cũng phải thành thật, đó là dù mình có tìm hiểu qua nhưng không thể gọi là quá chuyên sâu và quá am hiểu về các thành phần thuốc như là những vị chuyên gia trong ngành. Những gì mình trải lòng ở đây á, nó xuất phát từ góc độ cá nhân phần nhiều của bản thân mình. Những cái vấn đề sâu xa hơn á, thì mình có tham vấn qua cái vị bác sĩ đã tư vấn cái liệu trình cấy tóc cho mình. Câu hỏi đầu tiên, mod F5 á, nó có ảnh hưởng tới sinh lý nam hay không? Câu trả lời là có, nhưng nó sẽ không đáng kể. Và còn tùy người nữa. Như clip trước mình đã nói rất là rõ, mà mình sẽ để cái đường link ở phần mô tả, các bạn có thể xem lại. Vì là cái dạng xịt ngoài da, thậm chí cái phần tác dụng phụ nó còn ít hơn là cái dạng mà uống trực tiếp vào người. Cá nhân mình dùng nha, và những vị bệnh nhân khác của cái chị mà tư vấn liệu trình cho mình cũng bảo là họ hầu như không có cảm thấy tác dụng phụ gì cả. Câu hỏi thứ hai, đó là mình có dùng thêm DHT blocker hay là biotin không, hay là chỉ dùng mỗi mod F5 thôi? Thì mình chỉ dùng mỗi thuốc xịt tóc mod F5 thôi. Vì trong cái chai thuốc xịt tóc này nó đã có cái thành phần là finasteride, tức là DHT blocker rồi, nên là không mất cần phải uống thuốc DHT blocker nữa. Mà làm rõ vấn đề giúp mình nha, là cái dạng này là dạng xịt, còn cái thuốc uống là dạng thuốc uống riêng. Chứ cái chai thuốc xịt tóc này là tuyệt đối không có uống nha, không uống được nha, chỉ xịt ngoài da thôi nha. Và mình cũng ngại là uống thuốc hơn nữa, vì là thuốc nó đi trực tiếp vào cơ thể. Còn cái dạng thuốc xịt tóc thì ở một phương diện nào đó nó cũng tiếp xúc gián tiếp với bản thân mình, nhưng nó cũng ở ngoài da thôi. Câu hỏi thứ ba, nhiều người bảo là dùng mod F5 nó gây rụng tóc, hỏi mình dùng thuốc có bị rụng tóc theo chu kỳ hay không. Cái này chắc là bạn không có coi kỹ cái clip trước của mình ha, thì không sao, ở đây mình cũng sẽ nói lại, nhưng mà được thì bạn hãy tìm cái clip đó bạn xem, nó sẽ có đầy đủ chi tiết ha. Dòng thuốc xịt tóc mod F5 này á, nó là, ôi trời, tự nhiên giống quảng bá sản phẩm nha. Cái dòng thuốc xịt tóc mod F5 này á, nó là tổng hợp cái quá trình á, là thứ nhất là đào thải những cái cọng tóc yếu, mềm để mà lấy khoảng trống, rồi từ cái khoảng trống đó giúp kích thích và mọc lên những cái cọng tóc đời sau dày, khỏe. Do thuốc xịt tóc á, nó sẽ có hai thành phần là Midocidil và Finasteride là giúp kích thích mọc tóc nè. Còn finasteride là cái thành phần giúp ức chế hormone, mà cái hormone đó gây da dầu. Cá nhân của mình nha, dùng thuốc ở tuần thứ 3 á, thì tóc nó rụng nhiều nha. Mình nói trước luôn, để mà các bạn có một cái hiểu đúng và chuẩn bị tâm lý nếu mà muốn dùng sản phẩm. Mà lúc đó thật sự là mình đã không có gì để mất nữa cả. Mà phần ngoài sau á, nếu mà nó không rụng nhiều á, là căn bản cúi xuống mà, hay là nắng rọi vào á, cũng thấy rõ cái phần da đầu luôn. Nhưng mà sau cái tuần thứ 3 là cải thiện đáng kể luôn nha. Tóc mình mọc ra á, nó dày chắc khỏe.
Chắc khỏe ở đây là chính cái người soi nang cũng bảo với mình như vậy. Còn về mắt thường á, là chúng ta cũng có thể dễ cảm nhận rằng cái mật độ mà phủ đen da đầu nó tăng lên. Chứ lúc trước hả, làm video hả, mình nói thật luôn, mình chỉ dám ngẩng mặt như vậy thôi, chứ mình cũng không có dám mà cúi xuống đầu như vậy nữa. Tại vì ở đây có ánh đèn lại càng dễ thấy vào cái da đầu nữa. Câu hỏi thứ tư á, đó là quá trình soi nang nó là gì và diễn ra như thế nào? Để mà trả lời câu hỏi này của mọi người á, thật ra câu hỏi này mình tự thêm vô. Mình cũng muốn đưa vào đây một cái gì đó để mọi người dễ hình dung hơn về cái quá trình soi nang nó diễn ra như thế nào ấy. Mà nói trước nha, không có được cười mình nha, tại vì lần gần nhất mình soi nang á là lúc đó mình nói ra ngại ghê. Mình chưa có gội đầu, chưa có tẩy tế bào Đó. chết. Mình sẽ ngồi trước cái máy soi nang như vậy nè, rồi sẽ có một cái dụng cụ gì đó rà lên đầu. Trước mặt á, nó sẽ là một cái máy chiếu, cái máy rà tới đâu là lên màn hình với cái sự phóng đại phóng chiếu tới đấy. Khi mà bạn tẩy tế bào da đầu á, là cái bạn soi được cái nang á, là cái phần da đầu của bạn nó sẽ hồng tươi thấy rõ luôn. Còn da đầu của bạn mà nhiều tế bào chết á, là bạn nhìn nó sẽ có một cái lớp bám trên, Cái bộ mặt nó bám cảm như giác là cái là tuyến kiểu bã nhờn là trên da đầu vậy đó. bọn tao đùng này thấy rất là khỏe luôn, nhưng mà này dầu này gầu này đó, để kỹ vô này nó bám hết lỗ chân lông này Em sợ em không có dám gọi đầu nhiều quá, nói gọi đầu nhiều rụng tóc quá ai chị. nói trời. Em gọi các ngày, còn mình đi hoạt động thể thao á Dạ. thì mình gọi mỗi ngày cũng được, quan trọng dầu gội á, cái dầu gội công ty thì hướng dẫn em là tốt đó. Rồi nếu như mà em mà không có thời gian gọi ý, em mà đi hoạt động nhiều mà mồ hôi đổ nhiều á, em không đợi cách ngày được á, em gọi mỗi ngày cũng được nữa. Thậm chí mọi người á, một ngày em đã gọi 2 lần, mà 1 lần nước để gọi dầu gội thôi, 1 lần á là nước, hiểu không, Dạ để cho hiểu nó hiểu xả cái mồ hôi đi cho nó sạch chứ chứ để đầu nó dơ. Câu thứ năm là bạn ơi, sáng mình hay đi làm xa phải đội nón bảo hiểm á, thì không biết là mình có nên xài thuốc không? Sao gọi là nên hay không ta? Tại vì nếu mà có nhu cầu thì phải xài. Một ngày 2 lần, sáng 1 lần, tối 1 lần, liên tục đều đặn. Trường hợp á, là bạn thay đổi mũ bảo hiểm hoặc như thế nào đó, thì trước khi bạn đội nón á, hãy canh thời gian ha, là xịt tóc và massage da đầu. Sau đó đợi tối thiểu là nửa tiếng hãy đội nón lên lại. Và mình cũng đã có hướng dẫn cái cách mà massage da đầu rồi, bạn có thể coi qua ha. Câu hỏi thứ sáu là routine một ngày của mình sẽ như thế nào, mình dùng dầu gội gì, rồi tẩy tế bào chết gì, vân vân. Mình xin phép gộp lại để trả lời ha. Thì routine một ngày của mình thì mình sẽ cách ngày mình gội đầu, và mỗi ngày mình sẽ đều đặn mót F5 2 lần, và 1 tuần mình sẽ tẩy tế bào chết 2 lần. Mình cũng đang cố gắng thiết lập cho mình một cái chế độ ăn mà có nhiều loại đậu, món đồ ăn màu đen tự nhiên vì nó giúp tốt cho tóc. Đó là cái lý do mà mình đang cố gắng ăn chè mè đen á. Dầu gội thì mình dùng dầu gội tỏi cô tin. Tẩy tế bào chết thì mình có dùng thử vài loại, có loại 500k cũng có loại mà dưới 100k cũng có. Thì đương nhiên nó sẽ là tiền nào của đó, nhưng mà đối với một người mà ít dùng mỹ phẩm như mình nha, mình cảm thấy là nó không có quá nhiều sự khác biệt á. Nhìn chung nha, dùng tẩy tế bào chết á, mình sẽ cảm thấy đầu mình nhẹ hẳn đi, như là những cái bụi bẩn mà nó bám lấy da đầu á, nó được tẩy đi hết vậy đó, và có một cái sự the the mát da đầu. Mọi người vẫn nghĩ là dùng dầu gội là đủ rồi, nhưng mà khi mà bạn soi nang á, bạn mới cảm nhận được rõ cái việc là dùng tẩy tế bào chết nó khác biệt như thế nào. Xong rồi. Và bây giờ sẽ tới một cái lưu ý khi mà dùng thuốc mót F5 ha. Mọi người biết một cái thiếu sót của mình khi mà xịt thuốc mót F5 là gì không? Đó là thường mình sẽ đứng trước gương và mình xịt xịt như vậy nè. Nhưng mà theo thời gian á, khi mà đi soi nang thì mình cảm thấy là cái phần ở trên này nè, nó ít cái cọng tóc mà dày khỏe hơn, và cái số lượng tóc mỏng á, nó nhiều hơn. Thì ra là do cái quá trình mình xịt tóc như vậy á, là mình đã không chú ý và mình phân tán cái lượng sản phẩm nó không đều lên da đầu. Tức là cái phần này á, nó ít được quan sát hơn, nên là nó sẽ nhận được ít cái sản phẩm xịt hơn. Nên là mọi người hãy lưu ý. Ok, đó là
những gì mà muốn truyền đạt với mọi người trong video ngày hôm nay. Mọi đóng góp ý kiến xin vui lòng hãy để lại phía bên dưới phần mô tả cũng như là nhấn vào đường link để mà tham gia cuộc khảo sát ha. Cảm ơn vì đã xem video của mình và đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.